chương 924, thì ra là như vậy. Lý giật nhướng mày một cái, nhìn về phía lôi ba vật quý. Không nhận biết. Trần Tiểu bắt lắc đầu một cái. Lôi ba vật quý suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, bất quá, sự tích của hắn, ta đây là nghe nói qua. Đúng vậy. Rết nạp gật đầu một cái. Trương Toàn Núi gật đầu một cái. Nói nghe một chút. Lý giật hứng thú. Đi thôi, nơi này quá máu tanh. Lôi ba vật quý khoát tay một cái, tỏ ý Lý giật rời đi. Nước trà điểm tâm sau khi chuẩn bị xong, lôi ba vật quý sắp xếp ý nghĩ một chút mở miệng nói a thành hiện tại có hai cái địa bàn thiên hải minh và long hổ đường thành ca hẳn biết cái này hai thế lực lớn bao lớn chứ biết vương chói lọi nói lý giật gật đầu một cái trên thực tế a thành đã từng có ba phe thế lực lôi ba vật quý nói tề chấn đông chấn thiên cửa có thể cùng long hổ đường và thiên hải minh ngang hàng bất quá đáng tiếc là từ tề chấn đông ngã đài sau đó thiên hải minh và long hổ đường liền qua phân chấn thiên cửa vì vậy thiên hải minh long hổ đường thực lực cũng so với lúc trước mạnh rất nhiều nhân vật lợi hại như vậy sẽ hay không cùng lâm lão gia tử có liên quan lý giật lộ ra vẻ kinh dị hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định lâm lão gia tử bị tề chấn đông bắt cóc hơn nữa mười có tám chín là bởi vì là năm đó tề chấn đông ngã đài bất quá hắn không hiểu phải tề chấn đông nếu là phương diện màu sắc người muốn tìm lâm lão gia tử trả thù cũng là chuyện dễ dàng tùy tiện tìm mấy tên côn đồ cắt ké thừa dịp lâm lão gia tử không người bảo vệ thời điểm động thủ tại sao phải bắt hắn? Ví dụ như bắt cóc án, bốn tên bắt cóc trong tay đều có súng, còn bắt cóc lâm lão gia tử, trực tiếp bóp cò không tốt sao? Thành ca nói không sai. Lôi ba vật quý cùng gật đầu, lâm lão gia tử năm đó nhưng mà A thành thương giới lão đại, đánh đâu thắng đó. Tề chấn đông mặc dù là màu sắc người trong, nhưng hắn thích làm ăn, so thiên hải minh, long hổ đường cũng lợi hại hơn. Cho nên đâu? Lý thiên mệnh hỏi. Thành ca, ngươi cũng biết làm ăn, cạnh tranh khẳng định rất kịch liệt. Lôi ba vật quý cười một tiếng, tề chấn đông muốn thay thế lâm lão gia tử vị trí cho nên hắn sản nghiệp và lâm gia như nhau đều là trắng trợn cùng lâm gia khai chiến kết quả lâm lão gia tử cầm hắn đánh gục nói tiếp an bay lạnh nhạt nói lý giật ung dung uống trà tề chấn đông chấn thiên cửa là có tiền nhất cũng là phách lối nhất một cái hắn một mực đang cùng thiên hải minh long hổ đường đấu được không thể tách rời ra lôi ba vật quý nói cho nên tề chấn đông bị lâm lão gia tử đánh bại mà tề chấn đông vậy đi theo ngã xuống cho nên Lâm lão gia tử mặc dù không phải là trực tiếp đưa đến tề chấn đông ngã đài đầu sỏ, nhưng là, lâm lão gia tử vậy có rất lớn quan hệ. Không sai. Chấn động thiên môn bọn tiểu đệ cũng muốn ăn cơm à. Tề chấn đông ở lâm lão gia tử trước mặt, đã là tán gia bại sản. Lôi ba vật quý gật đầu một cái, nói, tề chấn đông những cái kia tiểu đệ, ngày thường đều là lấy tiền làm việc, hiện tại đột nhiên không có tiền, liền tề chấn đông hy vọng cũng không có, dĩ nhiên là mất hứng, rối rít đầu phục thiên hải minh và long hổ đường. Chỉ như vậy, chấn động thiên môn thực lực càng ngày càng yếu, Cuối cùng bị Long Hổ Đường và Thiên Hải Minh tiêu diệt. Nếu là như vậy, vậy Lâm Lão Gia Tử năm đó nhất định rất lợi hại à? Lý giật chết miệng một cái, theo lý thuyết, Lâm Lão Gia Tử là không đánh lại Tề Chấn Đông. Tề Chấn Đông dẫu sao là phương diện màu sắc người, mặc dù không bằng Lâm Lão Gia Tử, nhưng phương diện màu sắc người, nhưng là không tuân quy cũ, không nghĩ tới, Lâm Lão Gia Tử lại thua. Nếu không, ta làm sao sẽ nói Lâm Lão Gia Tử là A Thành nhất người có quyền thế? Hắn làm ăn bản lãnh, cũng không phải là thổi phồng lên lôi ba vật quý cười lên lâm lão gia tử năm đó nhưng mà a thành thương giới rung chuyển trời đất nhân vật nói cách khác hắn chính là a thành lão đại nếu không phải hắn thật sớm về hưu lâm gia đã sớm thăng quan tiến chức nhanh chóng đáng tiếc sớm như vậy liền về hưu lý giật nói bạch gia bạch lão gia tử tuổi tác cũng không nhỏ còn đang cố gắng phấn đấu đâu thành ca ngươi mặc dù là bạch gia nữ tế nhưng cũng là người của bạch gia bất quá lâm gia cũng không phải là bạch gia có thể so sánh lôi ba vật quý cười hắc hắc nói lâm lão gia tử được lợi đủ tiền muốn về hưu sớm một chút thật tốt hưởng thụ đời người bạch gia bạch lão gia tử chính là một số vất vả cây bản liền không phải là một cấp bậc lôi ca nghe nói lâm lão gia tử về hưu chính là bởi vì mất đi hắn thương yêu nhất con trai bỗng nhiên trương toàn núi lên tiếng có lẽ vậy lôi ba vật quý gật đầu một cái bỏ mặt nói thế nào lâm lão gia tử đã về hưu hiện tại lâm gia người trưởng đà là lâm mai lĩnh mặc dù cũng không tệ nhưng cùng lâm lão gia tử so với vẫn là kém một ít phái người đi ra một chút tề chấn đông tình trạng gần đây lý giật để ly trà trong tay xuống đứng lên vậy tề chấn đông sợ rằng phải kéo nhau trở lại được trần tiểu bắt gật đầu một cái lôi ba vật quý gật đầu một cái vội vàng để cho trương toàn núi đưa lý giật rời đi sắp đến buổi trưa trở lại lâm mai lĩnh trong nhà như thế nào trương huyền gật đầu lâm mai lĩnh hỏi có vương chói lọi nói lý giật gật đầu một cái nhìn về phía lâm lão gia tử tên bắt cóc nói là tề chấn đông ra lệnh tề chấn đông đủ đang nói kêu lên lâm lão gia tử nghe vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh đây chính là đã từng là a thành lão đại à mặc lị kêu lên một tiếng hắn trước kia địa vị và lỗ thiên làm như nhau đều là thiên hải minh chủ thật đúng là một nhân vật lý giật gật đầu một cái nói chỉ là không biết hắn tại sao muốn bắt lâm lão gia tử mặc dù càng có thể trả thù nhưng cũng không xem à lại phải kéo nhau trở lại lâm lão gia tử nói Tề Chấn Đông mặc dù thua, bước lui ra thành phố A, nhưng là ta cùng hắn đã từng quen biết, biết hắn là hạng người gì. Lâm lão, ngươi đây là ý gì? Lý Dật hỏi ngược một câu. Một màu sắc giống vậy thế lực, so chính là người đông thế mạnh. Lâm lão gia tử nói, nhưng là ở Tề Chấn Đông xem ra, ai tiền nhiều, người đó chính là lão đại. Tề Chấn Đông trước kia cũng muốn đi con đường kia, nhưng đều bị ta phá hư, cho nên mới sẽ phái người tới bắt cóc ta, chính là vì để cho ta giúp hắn làm ăn. Thì ra là như vậy. Lý Dật gật đầu một cái, nhìn Lâm Mai Lĩnh nói, tề chấn đông muốn muốn trả thù gia gia ngươi nhưng là hắn cũng không muốn để cho gia gia ngươi làm ăn cho nên hắn chỉ bắt gia gia ngươi mà không phải là giết gia gia ngươi mộng tưởng hảo huyền lâm mai lĩnh tức giận nói coi như không lùi nghĩ đó cũng là chuyện của lâm gia làm sao có thể giúp một tên côn đồ nhỏ làm việc tiểu mỹ nhi đừng ngây thơ tề chấn đông coi trọng gia gia ngươi buôn bán năng lực nhưng không đại biểu hắn sẽ đem gia gia ngươi làm chỗ thượng khách thậm chí tiêu tiền mời gia gia ngươi ăn cơm lý giật cười một tiếng nói năm đó gia gia ngươi đem hắn đánh bại đắc tội hắn cho nên hắn mới biết cưỡng ép đem gia gia ngươi bắt lại để cho gia gia ngươi miễn phí là hắn đi làm nói xin lỗi chương 925, gật đầu một cái nếu như là ta mà nói tề chấn đông để cho ta đi làm ăn ta nhất định sẽ để cho hắn không ăn nổi bao đi mạc lỵ khẽ miễn cười tề chấn đông lại không phải người ngu lý giật lắc đầu nói không có gì bất ngờ xảy ra tề chấn đông ý chính là để cho lâm lão làm cái buôn bán cố vấn nếu như lâm lão muốn ra chủ ý xấu gì tề chấn đông nhất định có thể phân biệt ra được quả thật trần tiểu bắc gật đầu một cái lâm lão gia tử gật đầu một cái nói tề chấn đông ở làm ăn trên vẫn rất có một bộ có thể không dễ lừa đây có thể như thế nào cho phải lâm mai lĩnh tim lại xách lên yên tâm đi lý giật nói bỏ mặt như thế nào tề chấn đông đều sẽ không giết gia gia ngươi so với gia gia ngươi ở thương trường trên ăn tất thiên hải minh và long hổ đường qua phân tề chấn đông chấn thiên cửa hắn mới biết hơn nữa tức giận đúng vậy Trét nạp gật đầu một cái mặc Lệ gật đầu một cái đồng ý nói thiên hải minh và long hổ đường hẳn là tề chấn đông lớn nhất mục tiêu lời là nói như vậy nhưng là nếu như gia gia thật bị tề chấn đông bắt đi vậy hắn ngày coi như không dễ chịu lắm trương huyền gật đầu lâm mai lĩnh hỏi trên lý thuyết diệt trừ tề chấn đông mới là biện pháp giải quyết tốt nhất lý giật nhún vai một cái nói bất quá các ngươi lâm gia không phải màu sắc thế lực sẽ không giết người cho nên chỉ có thể gửi hy vọng vào long hổ đường và thiên hải minh nếu như tề chấn đông bị bọn họ tiêu diệt vậy hết thảy liền đều kết thúc thiên hải minh long hổ đường chúng ta lâm gia tự nhiên sẽ không đi lấy lòng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến lâm mai lĩnh than thở một tiếng mời càng nhiều hơn nhân viên an ninh lý giật kinh thường nói có tiền như thế người liền người hộ vệ đều không mang nói khó nghe đáng đời bị trói ta cũng không phải là hẹp hòi như vậy người nói tới chỗ này lâm mai lĩnh nhìn về phía lâm lão gia tử một mặt u oán nói ta cho hắn tiền mười mấy hộ vệ tiền hô hậu ủng không qua mấy ngày hắn liền đem người cho nghỉ việc, nói hắn một người ở bên ngoài đi lang thang, càng tự tại. Nguyên lai like là như vậy à? Lý giật lộ ra một nụ cười. Theo ta xem, hắn nhất định sẽ hối hận. Lâm Mai lĩnh hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo Lâm lão gia tử, ta xài số tiền lớn, mời 50 người hộ vệ, xế chiều hôm nay liền đến. Nếu như gia gia lại đuổi bọn họ, ta chẳng những sẽ không cho bọn họ phát tiền lương, còn sẽ cho bọn họ một số tiền lớn. Đây chính là hợp đồng. Ngài nhìn làm đi. Cái này được. Mạc Lị giơ ngón tay cái lên lâm lão gia tử trề miệng một cái không nói ra lời vậy cứ quyết định như vậy chính ngươi cẩn thận một chút bên người mang mấy người hộ vệ tương đối đáng tin lý giật nhìn một cái thời gian liền vội vàng đứng dậy nói ta và tuyết nhi đi trước có chuyện tùy thời cho ta gọi điện thoại sắp đến thời gian cơm trưa chúng ta trước cơm nước xong lại đi đi mạc lỵ nói ta biết cũng được vương chói lọi nói lý giật khẽ vuốt càm một tiếng sau đó mạc lỵ lý giật đám người đã ăn cơm trưa xong vừa mới chuẩn bị rời đi mấy chiếc pho toàn thuận liền lái tới. Màu trắng trên thân xe, in thuẫn vàng an ninh ký hiệu. Cửa xe mở ra, từng vị tây trang dày da hộ vệ từ trên xe đi xuống. Từng cái tinh thần phấn chấn. Cường hào quả nhiên cùng người khác không cùng. Mạc Lị cười một tiếng, 50 người hộ vệ. Chớ có nói đùa. Lâm Mai lĩnh thở dài, thật ra thì, ta chỉ muốn mời một vị hộ vệ, nhưng có người bỏ không được. Tên này. Mạc Lị là một người thông minh, nàng ánh mắt rất nhanh rơi vào lý giật trên mình. Nếu không thì sao? Trần Tiểu Bắc cười nhạt. Lâm Mai lĩnh thở dài, nói, lý giật như vậy lợi hại, ta phỏng đoán, hắn có thể đánh thắng được bọn hắn. Bao nhiêu tiền? Mạc Lị cười nói, nếu như quá thấp, ta là sẽ không đáp ứng. Ngươi nguyện ý không? Lâm Mai lĩnh thất kinh. Làm hộ vệ tạm được, những thứ khác cũng đừng nghĩ. Mạc Lị cảnh cáo hừ một tiếng. Ta nghĩ gì vậy? Có người đẹp, tướng mạo tốt, kỹ thuật tốt, thân thủ được không? Có cái gì tốt đắc ý? Lâm Mai lĩnh mắt đẹp trợn mắt nhìn hắn một mắt, ngươi có thể hay không không nên nhìn ta như vậy ngươi lại không thể là một bạn tốt sao? Trăm nghìn một ngày. Trời à, cao như vậy giá cả, ngươi xác định chỉ là vì bảo vệ ngươi an toàn. Mạc Lệ trợn mắt hốc mồm. Cái này lý giật, lại có thể như thế đáng tiền. Một ngày trăm nghìn, đây chẳng phải là nói, một tháng chính là ba triệu. Một năm ba chục triệu. Ở ta xem ra, một ngày mấy trăm ngàn cũng không quá đáng. Lâm Mai lĩnh cười hắc hắc, cõi đời này cho tới bây giờ cũng không thiếu người có tiền, chính là thiếu bản lãnh. Được rồi. Ta mượn ngươi cả tháng thời gian, mặt lị mặt mày hớn hở nói ta đây muốn xem xem trong vòng một tháng này tề chấn đông rốt cuộc có thể hay không giải quyết đồng ý lâm mai lĩnh nói xong trực tiếp vòng vo 3 triệu cho Mạc lị thu cất tiền nếu như ngươi đổi ý ngươi nhất định phải chết ba chục triệu bồi thường xấu xí nói nói trước ngươi nếu là dám đánh chồng ta chủ ý ta liền giết ngươi Mạc lị gật đầu một cái đồng ý trần tiểu bắt gật đầu một cái lâm mai lĩnh đáp ứng sau đó lập tức đem mình trở thành hộ vệ sự việc nói cho lý Dật. ta đều không đáp ứng ngươi liền đem ta bán Lý Dật nhìn Mạc Lệ, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ta xem ngươi thân thủ không tệ, tiểu mỹ nhi các nàng cũng cần mạnh hơn đã thủ. Mạc Lệ cười rất vui vẻ, một ngày trăm nghìn, mướn một tháng, tiền đã đánh tới ta trương mục. Chỉ cần Tuyết Nhi vui vẻ. Lý Dật bất đắc dĩ đỡ đỡ trán đầu. Lấy hắn năng lực, thật muốn làm hộ vệ, một triệu một ngày, hắn đều sẽ không muốn. Mạc Lệ người phụ nữ này, một ngày thì bán trăm nghìn khối. Vậy ngươi ở lại chỗ này đi, chăm sóc kỹ tiểu mỹ nhi và lâm lão gia tử, thỉnh thoảng trở về một chuyến, ta nói cho bọn hắn biết. Mạc Lị nói, ta biết. Vậy ngươi liền ở nơi này đi. Lý giật kéo tay nàng, nháy nháy mắt. Nếu như ta ở nơi này, thì nhất định phải và tiểu mị nhi ngủ chung một chỗ. Mạc Lị tự nhiên biết Lý giật đang suy nghĩ gì. Thay phiên đi. Lý giật nói, ta biết. Ngươi lại không cưng chiều phi tử, mỗi ngày đều có một cái. Mạc Lị hờn dỗi một tiếng, quả quyết bỏ lại Lý giật, lái xe rời đi. Lâm tiểu thư. Trừng mộng nhã kêu một tiếng. Ta kêu Lý Hưng Vĩ, thuẫn vàng đội trưởng Bảo An một tên nam tử đi tới Lâm Mai Lĩnh trước mặt, chỉ vậy 50 tên hộ vệ, đối Lâm Mai Lĩnh giới thiệu, những người này, đều là ta tin anh. Mấy ngày kế tiếp, ngài có cần gì, xin cứ việc phân phó. Hành. Trần Tiểu Bắc trả lời một tiếng. Lâm Mai Lĩnh gật đầu một cái, chỉ Lý Dật nói, vị này là ta mời tới hộ vệ, Lý Dật. Còn như an ninh phương diện, ngươi và ngươi đội viên phải nghe Lý Dật, không thành vấn đề chứ. Lý Dật, ngươi là ai? Lý Dật, bạch gia đến nhà ở rễ. Lý Hưng Vĩ nhướng mày một cái. Xem ra ngươi danh tiếng không nhỏ à. Lâm Mai Lĩnh nhìn về phía Lý Dật, trong mắt đều là vẻ hài hước. "Vậy không được." Trần Tiểu bắt lắc đầu một cái. "Chương 926, một tiếng hét thảm." Không cùng Lý Dật trả lời Lâm Mai Lĩnh, Lý Hưng Vĩ trực tiếp cự tuyệt nói, "Lâm tiểu thư, mặc dù ta không biết ngươi tìm một cái đến nhà ở rễ làm hộ vệ có ích lợi gì, nhưng ta và các đội viên đều là cùng một công ty người, chúng ta là chuyên nghiệp, Lý Dật một cái ngoài nghề lãnh đạo chúng ta, sợ rằng sẽ rất khó khăn để cho người tin phục. Các ngươi bây giờ là người ta, ta để cho các ngươi làm gì, các ngươi thì làm cái đó, đúng không?" lâm mai lĩnh cười một tiếng không sai N, ngươi gật đầu một cái lý hưng vĩ gật đầu một cái thuở vàng công ty tôn chỉ chính là là khách hộ cung cấp bảo đảm an toàn an ninh sự việc liền giao cho lý giật đi lâm mai lĩnh nói cho nên ngươi nghe ta mà nói chính là nghe lý giật an bài có đúng hay không nói thí dụ như ngươi tùy thời có thể nói cho ta ta để cho ngươi làm gì ngươi thì làm cái đó đã như vậy vậy ta tại sao phải làm cái này truyền lời người các ngươi tại sao không nghe hắn lý hưng vĩ mặc dù lâm mai lĩnh nói đúng nhưng mệnh lệnh không giống nhau lâm mai lĩnh là người thuê tự nhiên phải nghe cố chủ an bài nhưng nghe lý giật mà nói đó cũng không giống nhau lý giật nếu là bạch gia đến nhà ở rễ đó chính là một bắt con vô dụng bỏ mặt lâm mai lĩnh và lý giật quan hệ tốt bao nhiêu hắn đều là cái bắt con vô dụng bọn họ đều là tin anh hộ vệ làm sao có thể sẽ nghe một tên phế vật nói một lời đã định lâm mai lĩnh quyết định thật nhanh vội vàng phân phó lý giật giúp ta an bài một tí mấy ngày nay vất vả ngươi đi đi Dịp Phục Thiên thản nhiên nói. Lý Dật khẽ vuốt cằm. Nhưng mà, Lâm Mai Lĩnh vừa vào cửa, Lý Dật liền bị Lý Hưng Vĩ và hắn hộ vệ vây quanh vòng tròn. Hơn 50 người, người người thân hình to lớn, khí thế bức người. Các ngươi vây quanh ta làm gì? Lý Dật cười nói, ta biết. Ngươi nói sao? Trần Tiểu Bắc cười nhạt. Lý Hưng Vĩ ánh mắt không tốt. Nghe không hiểu. Bớt làm bộ. Trần Tiểu Bắc không vui nói. Lý Hưng Vĩ hừ lạnh một tiếng, nói, Lâm Tiểu Thư mặc dù nói, phải nghe ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng nghĩ quá nhiều. Sau này việc gìn giữ an ninh, do chúng ta tới phụ trách. Như vậy không tốt đâu. Lý giật nói, chúng ta là tới giúp lâm tiểu thư, nếu như các ngươi không nghe ta, vậy thì phiền toái. Ngươi bất quá là một bạch gia đến nhà ở rễ, bắt con vô dụng, dựa vào cái gì phải nghe lời của ngươi. Không sai. Để cho ngươi cái loại này ăn bám lãnh đạo, há chẳng phải là quá thật mất mặt. Như vậy đi, chúng ta 50 người, ngươi tùy tiện chọn một, nếu như ngươi thắng, chúng ta liền nghe ngươi. Nếu như chúng ta thua, ngươi cũng không cần nghe chúng ta, ngươi chỉ để ý quản tốt mình, không muốn cho chúng ta an bài. 50 người hộ vệ, năm mồm bảy miệng nghị luận. Chém chém giết giết, tổn thương hòa khí. Lý giật nói, ta biết. Nếu như ngươi không muốn đánh mà nói, vậy thì cút sang một bên đi. Lý Hưng Vĩ nói, chúng ta đều là chuyên nghiệp hộ vệ, bọn họ đều có chuyên nghiệp an ninh kiến thức, thân thủ vậy rất tốt, có thể bảo vệ lâm tiểu thư và lâm lão an toàn, còn chưa tới phi ngươi tới quơ tay múa chân. Được rồi, chúng ta so tài một tí. Lý giật cuối cùng vẫn là gật đầu một cái thật ra thì nếu như không phải là lâm mai lĩnh đưa ra như vậy yêu cầu hắn cũng sẽ không an bài hộ vệ bất quá nếu là lâm mai lĩnh an bài vậy thì nhất định phải làm nếu không lâm mai lĩnh khẳng định sẽ có ý kiến chỉ là hắn không nghĩ tới những hộ vệ này lại như vậy phách lối căn bản không nghe hắn an bài ta nói trước tốt nếu như ngươi thua chúng ta cũng đừng nghĩ lý hưng vĩ nói chuyện này ngươi không thể nói cho lâm tiểu thư có thể vương chói lọi nói lý giật khẽ vuốt càm tùy tiện chọn đi tùy tiện chọn một cái Lý Hưng Vĩ chỉ thủ hạ mình 50 người, ba ván thắng hai thì thắng, một ván định thắng thua, tùy ngươi. Tới một ván đi. Ta không thích phiền toái. Được rồi. Vậy ngươi muốn khiêu chiến ai? Ngươi thân là đội trưởng, hẳn là mấy người này bên trong thực lực cao nhất chứ. Nếu không, ta rất khó lãnh đạo bọn họ. Ngươi tới đi. Lý Dật nói. Ngươi xác định. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Hưng Vĩ bị buồn cười. Lý Dật nói không sai, hắn thực lực xác thực rất mạnh. Bất quá, Lý Dật vậy qua cùng vọng đi. Theo lý thuyết, không phải hẳn lựa chọn thực lực người yếu nhất sao? Mạnh nhất chính là ngươi, đánh bại ngươi, ngươi đội viên dĩ nhiên là chịu phục. Lý giật nói, nếu như chọn một yếu một chút, coi như thắng, những người khác vậy sẽ không cam lòng. Lời là nói như vậy không sai, có thể vấn đề ở chỗ, ngươi nhất định phải làm như vậy. Lý Hưng Vĩ cười hắc hắc, ta một cái tay là có thể đánh thắng được các ngươi những thứ này ngoài nghề hộ về sao? Lý giật. Đổi một người đi. Không sai, chọn một yếu một chút, coi như thua, cũng sẽ không quá khó khăn xem nếu như là đội trưởng chúng ta mà nói, ta sợ ngươi biết thua rất thảm, trực tiếp bị đánh gục hạ. Ha 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 ha. Bọn cận vệ đều nở nụ cười. Đây là hữu hiệu nhất, vậy là khó khăn nhất biện pháp. Lý giật nói. Cờ mờ nờ, như thế phách lối. Hù chết lão tử. Lý Hưng Vĩ vừa kinh ngạc, vừa buồn cười. Cái này 50 người, người người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, Lý giật lại muốn trước cùng tiến lên. Không sợ bạo thể mà chết sao. Được rồi được rồi, đừng nói như vậy nhiều nói nhảm. Lý quân hướng lui về phía sau mấy bước, hướng lý hưng vĩ vẫy vẫy tay nhanh lên một chút chờ ngươi đánh xong ta lại an bài các ngươi công việc thường ngày mặc dù không biết ngươi ở đâu tới sức lực lại dám hướng ta khiêu chiến lý hưng vĩ ánh mắt lạnh lẽo bất quá nếu ngươi lựa chọn ta vậy ta liền để cho ngươi biết ta lợi hại nói xong lý hưng vĩ phất phất tay bọn cận vệ rối rít lui về phía sau sau đó lý hưng vĩ cởi xuống tay trang buông cà vạt giải khai ống tay áo vén tay áo lên ta rất muốn nói cho ngươi sau này lúc đi làm không nên đánh cà vạt lý giật vỗ trán một cái nói làm ra vẻ có ích lợi gì chân chính chiến đấu đồ thể thao mới sẽ không bó tay bó chân phát huy đến trình độ cao nhất xem ngươi nhân vật như vậy muốn chơi thế nào thì chơi thế đó liền thì không muốn cầm quần áo làm phá lý hưng vĩ mặt đầy kinh thường tốt lắm tốt lắm mau tới đi lý giật lại là vung tay lên ta muốn ngươi lên trước lý hưng vĩ nói đến lúc đó nếu bị thua đừng trách ta cái này chuyên nghiệp hộ vệ đội trưởng khi dễ ngươi cùng ngông. lý giật lắc đầu một cái không có tự tuyệt bước đi về phía lý hưng vĩ lý giật không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác thậm chí liền tăng tốc độ cũng không có cứ như vậy sáng loáng một quyền chạy thẳng tới lý hưng vĩ ngực đi là ngươi cùng ngông vẫn là ta cùng ngông lý hưng vĩ cười lạnh một tiếng giơ tay lên chính là vừa đỡ hắn kế hoạch rất tốt một cái tay bắt lý giật quả đấm một cái tay khác chính là một quyền đánh vào lý giật trên mình bất quá làm lý giật quả đấm bị lý hưng vĩ bắt thời điểm hắn nhưng là sắc mặt đại biến bởi vì lý giật quả đấm giống như là một chiếc to lớn xe chở hàng mang kinh khủng lực lượng bành một tiếng vang thật lớn À. Một tiếng hét thảm. Lý Hưng Vĩ liền một quyền cũng không kịp đánh vào Lý Giật trên mình, liền bị Lý Giật một quyền banh được lùi lại bảy tám bước. Nguyên cánh tay đều đau được chết lặng. Chớ có nói đùa, đội trưởng. Trang cái gì trang? Ha 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 ha. Chương 927, hừ lạnh. Những hộ vệ khác gặp Lý Hưng Vĩ không chịu được như vậy nhất kích, không khỏi cười lên. Ở bọn họ xem ra, Lý Hưng Vĩ chính là đang diễn, cố ý để cho mình thua. Lý Hưng Vĩ thiếu chút nữa mắng thành tiếng. Chứa chứ chứ, một chút cũng không có. Lý giật một quyền này lực lượng, thật sự là quá kinh người. Nếu không phải hắn căng cơ tốt, lâu dài rèn luyện thân thể, sợ rằng tay cũng sắp gãy. Bất quá, hắn cũng không muốn nói ra trước mặt mọi người Lý giật thực lực mạnh bao nhiêu. Cho nên, Lý Hưng Vĩ chỉ có thể coi thường các đồng đội mà nói, bắt đầu phản kích. Nhưng mà, Lý giật một quyền đẩy lui hắn sau đó, cũng không truy kích, mà là xuất thế đại phát. Ở Lý Hưng Vĩ xông lên lúc tới, Lý giật nhanh như tia chớp một cước đạp tới. Bành. Một tiếng vang thật lớn. À một tiếng hét thảm lý hưng vĩ còn chưa kịp ngăn cản liền bị đập trúng cả người giống như con diều đứt dây đổ bay ra nằm cái máng như thế lợi hại bọn tận vệ trợn mắt hốc mồm bọn họ cái này mới phản ứng được lý hưng vĩ mới vừa rồi cũng không phải cố ý mà là thật bị lý giật một quyền cho đẩy lui nhưng mà lý giật chỉ là bạch gia đến nhà ở rễ là a thành người người kêu đánh phế vật hắn thật lợi hại như vậy sao lại một chân đạp bay đội trưởng bọn họ nhìn liền đau lại tới Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng. Lý Hưng Vĩ bị đạp một cước, mặc dù ngực đau nhất, trong dạ dày dời sông lấp biển, nhưng hắn còn chưa cam tâm nhận thua. Tỷ số thắng là nhiều ít. Lý Dật đột nhiên làm một tạm ngừng động tác tay, nói, đây là so tài, ngươi nếu là một mực không nhận thua, chẳng phải là muốn một mực đánh xuống. Ngươi phải biết, ngươi là tới bảo vệ Lâm tiểu thư và Lâm lão, nếu như cầm ngươi đánh được quá thảm, đối Lâm tiểu thư cũng không tốt. Không nghĩ tới, ngươi thân thủ lại như vậy được. Lý Hưng Vĩ nói, bất quá, ngươi hiện tại chỉ là chiếm một chút thượng phong, liền muốn ở chỗ này đại hoạch toàn thắng có phải là hơi sớm một chút hay không nói xong lý hưng vĩ tinh thần chấn động tiếp tục hướng lý giật phóng tới nếu ngươi không muốn nhận thua vậy thì lại thêm một cái lực đi lý giật trong con mắt thoáng qua một chút lãnh ý thật ra thì hắn đã khống chế xong lực đạo miễn phải đem lý hưng vĩ đánh cho thành tàn phế nhưng lý hưng vĩ hiển nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua hắn chỉ có thể gia tăng lực đạo nghe được lý giật phải thêm đại lực nói lý hưng vĩ nhất thời bị sợ hết hồn vì vậy vội vàng buông tha công kích bắt đầu né tránh sợ à. Trần Tiểu Bắc cười nhạt. Lý Dật bỗng nhiên cười lên, nói, nếu sợ, vậy thì nhận thua đi. Tại sao phải tránh? Tiếng nói rơi xuống, hắn quả quyết truy kích. Bất quá, Lý Hưng Vĩ đối Lý Dật quả đấm, vẫn là rất kiên kỵ, cho nên mỗi lần Lý Dật ra tay, Lý Hưng Vĩ cũng sẽ toàn lực né tránh. Lý Dật không ngừng theo sát, đi tới một nơi bên ngoài phòng máy tập thể dục tài khu. Nơi này có một ít tiểu khu và trong công viên thường gặp máy tập thể dục tài, ví dụ như đứng thẳng thức tập thể dục xe, ngồi thức huấn luyện khí, điền kinh cơ hội vân, vân bởi vì dụng cụ quá nhiều, chướng ngại vật quá nhiều, Lý Hưng Vĩ né tránh đứng lên liền dễ dàng rất nhiều. Đáng chết! Ngươi đây là muốn ép ta xuống tay tàn nhẫn sao? Mau nhận thua! Nếu không ngươi sẽ chờ nhìn đi. Lý giật giận không chỗ phát tiết. Hắn sự chú ý đều ở đây những dụng cụ kia trên, mà Lý Hưng Vĩ nhưng vẫn đang chạy. Nói xong, hắn không truy kích nữa, nhấp chân chính là một cước quét về trên đất bơi bước cơ hội, xem bộ dáng là phải đem Lý Hưng Vĩ cho đánh một trận. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Kinh cũng lực lượng bộc phát ra, bơi bước cơ hội cột cơ hồ cong đến 90 độ, tự hồ tùy thời cũng sẽ vết nứt. Trời ạ. À! Trần Tiểu bắt trợn mắt hốc mồm. Một đám hộ vệ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bước chậm cơ hội cột là dùng sắt thép chế tạo mà thành, mặc dù chỉ có người lớn cẳng chân lớn bằng, nhưng là thực tâm. Loài người tứ chi, ở như vậy sắt thép cột trước mặt, nhất định chính là lấy trứng chọi đá. Lý giật một cước này, thiếu chút nữa cầm cột thép đá gãy. Sợ không phải kim cương chân chứ. Ngay sau đó, Mấy người hộ vệ kia nhìn về phía Lý Dật ánh mắt đều thay đổi. Bọn họ lại không mù. Như vậy lực lượng, nếu như đánh vào trên người hắn, hắn tứ chi tuyệt đối sẽ bị cắt đứt. Nhận thua. Lý Hưng Vĩ dừng bước. Hắn trên mặt khó khăn xem vẻ, thay vào đó là kinh hoàng. Lý Dật lực lượng, để cho hắn rất là kiên kỵ, bây giờ thấy Lý Dật như vậy tàn nhẫn, trực tiếp đem hắn cẳng chân lớn bằng sắt thép cột cho quét gãy. Một chưởng này nếu là đánh thật, coi như không phế bỏ hắn, phỏng đoán vậy được nằm nửa năm. Lúc này mới mà lý giật gặp lý hưng vĩ nhận thua lửa giận trong lòng vậy tiêu mất không thiếu vì vậy hắn đốt một điếu thuốc nếu ngươi muốn đánh cuộc vậy thì nhận thua đi dạ dạ theo bản năng lý hưng vĩ có chút kháng tự bất quá làm hắn thấy lý quân trong tay cục lúc đó trong mắt lóe lên vẻ kiên kỵ vẻ, theo bản năng gật đầu một cái còn có ai không phục lý giật nhìn xem bên người mười mấy hộ vệ không có trần tiểu bắt lắc đầu một cái mười mấy hộ vệ cùng kêu lên kêu rất tốt trần tiểu bắt gật đầu một cái Lý Dật khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, lập tức sắp xếp xong xuôi Lý Hưng Vĩ bọn họ, để cho bọn họ bắt đầu ở biệt thự chung quanh bố trí việc gìn giữ an ninh. Từ tường viện đến cửa viện, rồi đến biệt thự, đều là trọng binh canh giữ. Ngoài ra, Lý Hưng Vĩ cùng hơn 20 người, đều là Lý Dật để lại cho Lâm Mai Lĩnh và Lâm lão. Muốn không muốn ta để cho ngươi đền tiền? Lâm Mai lĩnh hướng về phía Lý Quân nói. Mới vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, nàng sớm liền phát hiện. Chỉ bất quá, nàng vẫn không có đi ra mà thôi vật kia cột, ta là không cẩn thận làm công, không quá ta có thể cầm nó làm thẳng. Lý giật nói, ta biết. Chỉ đùa một chút. Lâm Mai lĩnh dở khóc dở cười, bất quá, cho ngươi công quả thật rất lợi hại, cũng mau gặp phải sắt thép. Yên tâm đi. Huống chi, ngươi vẫn là tuyết nhi bạn thân nhất. Ta lại không đắc tội ngươi, tại sao phải đánh ta? Cho ngươi làm hộ vệ, đây không phải là đắc tội với người sao? Lý giật hừ một tiếng, nói, ở nhà, ta không phải rất tự tại sao? Ta phải bảo vệ các ngươi, còn muốn lo lắng các ngươi an nguy lão bà ngươi từ ta nơi này cầm 3 triệu. Lâm Mai lĩnh treo ghẹo nói, ngươi nếu là không cao hứng, đi ngay đánh lão bà ngươi. Hãy bớt nói nhảm đi. Lý giật không vui nói. Cốt lắm, đừng oán trách, mặc dù cho ngươi thêm phiền toái, nhưng ta sẽ thật tốt bồi thường ngươi. Ăn uống đàng hoàng cũng cho ngươi. Lâm Mai lĩnh chào hỏi một tiếng, cùng ta đi thôi. Làm gì? Trần Tiểu Bắc tức giận hỏi. Muốn nợ. Trần Tiểu Bắc hừ lạnh một tiếng. Lý giật thiếu chút nữa lấy là mình nghe lầm, lúc này bất mãn nói lâm mai lĩnh ngươi không phải đang nói đùa chứ ta cho ngươi làm hộ vệ chính là vì bảo vệ ngươi và gia gia ngươi an toàn ngươi đặc biệt lại có thể cầm ta làm đã thủ cùng ngươi đòi nợ đừng nói như vậy lâm mai lĩnh cười khanh khách đứng lên ánh mắt quyến rũ như tơ hộ vệ có chức trách gì bảo vệ cố chủ thân người tài sản an toàn không ta đi đòi nợ sợ bị đòn cho nên mang ngươi đến đây là ngươi bổn phận chuyện có được hay không cũng không phải là buộc ngươi đánh hắn buộc hắn trả tiền lại điều này cũng đúng ta không lời có thể nói Lý Dật. Chương 928, cũng được à. Đi mau, không như vậy khoa trương. Lâm Mai lĩnh đắc giọng, ta cũng không phải là nữ bạo lực, đòi tiền còn uy hiếp bờ ta, ta chỉ là để cho ngươi cùng ta cùng đi, là vì bảo vệ ngươi, ngươi có phải hay không thu tiền liền đi. Không trả tiền. Lý Dật nói, ta biết. Đó là lão bà ngươi đồ. Liên quan gì ngươi? Trước nói xong, hiện tại nhưng muốn đẩy tháo trách nhiệm. Lâm Mai lĩnh tức giận nói, ngươi nếu là phản kháng nữa, ta liền đem tối hôm qua sự tình phát sinh nói cho Tuyết Nhi hơn nữa, ngươi còn sợ ta một tí. Tối ngày hôm qua chuyện gì xảy ra? Lý giật trợn to hai mắt, nhìn chung quanh xem, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Bớt làm bộ. Trần Tiểu Bắc không vui nói. Lâm Mai lĩnh mặt coi thường, mặc dù ta uống rượu say, mơ mơ màng màng, lại không mở đèn, đi nhầm gian phòng, nhưng ta tưởng lầm là tuyết nhi ôm trước ngươi ngủ, ngươi dám nói không động qua ta. Nói xong, nàng khuôn mặt đỏ lên. Như vậy lẫn nhau tổn thương thật không thành vấn đề sao? Lý giật đỡ trán Tối ngày hôm qua, hắn lầm cho rằng Mạc Lệ là tạm thời tới và mình lên giường, theo bản năng liền chiếm tiện nghi. Lại không nghĩ rằng, Lâm Mai Lĩnh lại có thể sẽ như vậy mất trí uy hiếp bờ hắn. Nếu như hắn thật nói cho Mạc Lệ, vậy Lâm Mai Lĩnh coi như thảm. Đây quả thực là lấy mạng đổi mạng à. Vậy thì tốt. Nhưng vào lúc này, Lâm Mai Lĩnh lên tiếng. Tốt mụi ngươi à. Cầm Lý Hưng Vĩ bọn họ kêu đến. Lý giật tức giận nói, ta đã an bài 30 tên nhân viên an ninh, còn có Lý Hưng Vĩ và ngoài ra 20 tên đội viên tùy thời đợi lệnh, là ngài và Lâm lão xuất chinh làm chuẩn bị, mang mấy chục người đi đòi nợ, chẳng lẽ không cảm thấy so với ta một người cùng ngươi cùng đi càng oai phong sao? Nào có ngươi lợi hại. Ta lại không đùa bẩn xoái. Lâm Mai lĩnh một mặt chê. Thật ra thì, ban đầu Mạc Lị đáp ứng cho Lý Dật làm hộ vệ thời điểm, nàng cũng không có nghĩ tới muốn thuê Lý Hưng Vĩ hộ vệ. Bất quá, nàng đã cùng thuẫn vàng an ninh công ty quyết định đơn đặt hàng, tiền cọc cũng không thiếu, hiện tại hủy bỏ tiền cọc, vậy thì quá lãng phí. Cho nên, hắn mới biết thuê bọn họ. Như vậy thứ nhất, một ít vặt vảnh việc gìn giữ an ninh, ví dụ như tuần tra các loại chuyện nhỏ đều có thể giao cho lý hưng vĩ các người giúp lý vật chia sẻ một ít tránh lý vật bận tâm cho nên nàng mới sẽ để cho lý hưng vĩ nghe theo lý vật an bài thật nếu gặp phải nguy hiểm nàng thích nhất hộ vệ chính là lý vật cho nên nếu mặc lị đáp ứng để cho lý vật làm hộ vệ của nàng như vậy lý vật dĩ nhiên là trọng yếu nhất lý hưng vĩ bọn họ bất quá là lý vật mời tới chân chạy mà thôi tốt lắm tốt lắm đi thôi lý vật than thở một tiếng đi theo lâm mai lĩnh sau lưng còn như Lý hân Vĩ bọn họ thì lưu lại. 50 người bảo vệ Lâm lão gia tử, hẳn là dư sức có thừa. Trừ phi Tề Chấn Đông để cho người cầm súng giết bọn họ. Ta cảm giác mình gặp một cái lớn bốt. Lên xe, Lâm Mai Lĩnh nhìn Lý Dật lên mình Bentley, bất đắc dĩ lên xe. Ai để cho ngươi động thủ trước? Lý Dật hừ một tiếng, nói, ngươi nếu là cùng ta thương lượng, ta cũng không sẽ như thế tức giận. Ngươi cảm thấy, ngươi nói, có ích lợi gì? Lâm Mai Lĩnh khinh thường cười một tiếng, lão bà ngươi như vậy ghen, nếu như ta trước cùng ngươi thương lượng, coi như ngươi đáp ứng, vậy thì như thế nào? Tuyết Nhi vừa nghe, còn lấy là chúng ta là thật, muốn mượn ngươi cho ta hộ vệ đâu. Nói như vậy, Tuyết Nhi khẳng định sẽ không đáp ứng. Cốt lắm cốt lắm, Tiểu Lâm, đừng nói nhảm. Lý giật ngắt lời nói, gia da ngươi lớn tuổi, mở được quá nhanh. Làm cái gì chắc cái đó, biết không? Lâm Mai lĩnh sắp điên rồi. Nàng chỉ là nói, Lý giật lúc ra cửa, ngồi ở rộng rãi thư thích chỗ ngồi phía sau, mà không phải là cho nàng lái xe. Có thể hiện tại, Lý giật nhưng bày ra một bộ dáng vẻ cao cao tại thường làm sao cứ như vậy thích khi dễ người đâu. Tìm đánh đúng không là. Lâm Mai lĩnh đè xuống lửa giận trong lòng, cho xe chạy, rời đi biệt thự. Mười phút sau đó, bọn họ đã tới mục tiêu. Lâm Mai lĩnh xuống xe. Nhưng mà, đợi nửa ngày, Lâm Mai lĩnh cũng không nhìn thấy Lý giật xuống. Thế nào? Có phải hay không ở xe ta bên trong ấp trứng? Lâm Mai lĩnh không nhịn được mắng liền một câu. Tiểu Lâm, ngươi cho ta mở ra cửa. Lý giật vĩnh lên trước hai chân, khí định thần nhàn. Lăng. Trần Tiểu Bắc hừ lạnh một tiếng, Lâm Mai lĩnh trợn mắt nhìn hắn một mắt, mắt đẹp trừng một cái, nói, nếu như ngươi lại như thế phách lối, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Cái gì gọi là vô lễ? Lý giật chậm rãi xuống xe, sửa sang lại một tí áo quần, lại đi tìm Tuyết Nhi tố cáo, nói ta sờ ngươi. Cái này một tháng, ta khuyên ngươi vẫn là chớ ngủ. Lâm Mai lĩnh cười lạnh một tiếng, chờ ngươi ngủ, ta liền người trần truồng chui vào ngươi trong chăn, chụp cái video. Ngươi nếu là dám làm như vậy, ta liền cho Tuyết Nhi gửi đi. Ta xem Tuyết Nhi dưới cơn nóng giận, sẽ đem ngươi đạp ra ngoài động một chút là nói ta sờ ngươi, còn muốn người trần trùng ở trên giường của ta chụp hình, ngươi thích ta sao? Lý Dật cân nhắc nói, chia rẽ ta và Tuyết Nhi, ngươi liền có thể quan minh chánh đại theo đuổi ta. Tiểu Mỹ Nhi, ngươi ý tưởng này quá nguy hiểm, Tuyết Nhi là ngươi bạn thân nhất, ngươi làm sao có thể làm như vậy đâu? Trời ạ, à, ngươi ở đâu tới tự tin? Lâm Mai lĩnh kinh ngạc nới rộng ra môi đỏ mọng, ngươi lại có thể như thế tự luyến? Ngươi đâu? Ai cho ngươi dũng khí? Lý giật biểu môi một cái trực tiếp vạch trần nàng lời nói dối, đừng cho rằng ngươi nói như vậy lợi hại, ta liền tin. Ngươi nếu là người trần truồng nằm ở trên giường, phỏng đoán sẽ hù chết ngươi. Ai sợ ai? Hừ một tiếng, Lâm Mai lĩnh hừ một tiếng. Không sợ. Trần Tiểu Bắc cười nhạt. Lý Dật cười hắc hắc nói, vậy chỉ có thể nói rõ, ngươi đối với ta có hảo cảm, hoặc là đối với ta thân thể có tâm mơ ước. Cho nên, hắn muốn mượn cớ, chế tạo cơ hội. Vậy dưới tình huống, người phụ nữ cũng biết sợ. Vạn một đã xảy ra chuyện gì, ngươi coi như thất thân lâm mai lĩnh che trán xấu hổ nói ngươi có thể hay không không muốn như thế tự luyến xem ta như vậy có tám khối cơ bụng người đàn ông có người có phải hay không rất bốc lửa hơn nữa hắn lớn lên xinh xắn y thuật tốt thân thủ tốt người phụ nữ thích hắn vậy là bình thường ngươi chớ chối dừng tay ta nhận thua có được hay không lâm mai lĩnh bụng mặt đầu hàng nếu không chúng ta trước cầm nợ được rồi lý giật chỉ chỉ mình ben Lee, nói chờ lát chúng ta ở trong xe người trần truồng ta giúp ngươi chụp mấy tấm hình đi thôi giả hí cũng được à tới à trần tiểu bắt hét lớn một tiếng lý giật mở cửa xe kéo tay nàng giống như là muốn cầm nàng kéo vào trong xe nhưng mà lâm mai lĩnh vội vàng tránh thoát lý giật lôi kéo lui về phía sau nàng vậy trương quyến rủ động lòng người gương mặt đỏ được giống như là muốn nhỏ máu không dám à lý thiên mệnh nói lý giật dở khóc dở cười nói lần sau đừng nói như vậy làm được ta còn lấy vì ngươi rất lợi hại tựa như ta đường đường nam tử hán đại trượng phu còn sợ ngươi sao đừng làm rộn nói tránh sự đi Lâm Mai Lĩnh rất buồn rầu, chỉ có thể nói sang chuyện khác, để cho Lý Dật rời đi bãi đậu xe. Hằng nhóc thúi, ngươi dám đùa ta. Ngươi có hiểu hay không? Chương 929, mặt đầy kinh hoàng. Lý Dật ở Lâm Mai Lĩnh trên đầu đánh một tí. Phải phải phải, Lý Đại Gia, ngài thật là lợi hại, ta nhận thua có được hay không? Lâm Mai Lĩnh dở khóc dở cười. Vừa nói, nàng chỉ chỉ phía trước cửa, tỏ ý Lý Dật đuổi theo. Đây là vàng rực tử lầu. Dậy được cùng giờ cơm tựa như. Lý Dật ngẩng đầu nhìn một mắt, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Nhà này công ty là làm rượu tiêu thụ, rất có thực lực. Lâm Mai Lĩnh nói, chúng ta Lâm Thị tập đoàn kỳ hạ đồ uống công ty, rất nhiều sản phẩm đều dựa vào vàng rực, mới có thể bán ra cao như vậy giá cả. Ta không có hứng thú nói những thứ này. Lý Dật vuốt tay, ta chính là muốn hỏi một chút, vàng rực rốt cuộc thiếu các ngươi Lâm Thị tập đoàn bao nhiêu tiền? Có thể để cho Lâm Thị tập đoàn lớn bốt tự mình đến tìm ta tính sổ. Ban đầu là 2 triệu, sau đó là 5 triệu, 10 triệu, 30 triệu, ba năm qua, chính là 130 triệu. Trương Huyền gật đầu, Lâm Mai lĩnh hỏi. Nằm cái máng, thiếu nợ càng ngày càng nghiêm trọng. Lý giật trợn mắt hốc mồm, nếu như là công ty nhỏ nói, số tiền thiếu này, khẳng định sẽ đem ngươi đánh tàn phế. Vốn là, ta chỉ là cảm thấy vàng rực năng lực không tệ, cho Lâm Thị tập đoàn kỳ hạ rượu nghiệp công ty, tăng lên không thiếu lượng tiêu thụ. Lâm Mai lĩnh nói, bất quá, giống như ngươi nói, vàng rực càng thiếu càng nhiều. Phái ta liền nhiều nhóm người đi qua, cũng không có tìm được. Lần này, ta cấp cho vàng rực phát thông điệp cuối cùng, không trả tiền, chúng ta sẽ không hợp tác, tòa án trên gặp. Đúng rồi, các ngươi lâm thị tập đoàn ở cái gì nghề? Lý giật trong lòng động một cái. Quá nhiều. Ví dụ như đồ uống, đồ uống, thiết kế thời trang, sản xuất vân, vân. Trương Huyền gật đầu, Lâm Mai lĩnh hỏi. Thật. Ta uống qua nhà ngươi rượu sao? Rất có thể, A thành rượu thị trường, đều là chúng ta lâm gia. Có tiền đồ. Trần Tiểu Bắc gật đầu một cái. Lý giật khẽ mỉm cười, đi theo Lâm Mai lĩnh vào thang máy, chạy thẳng tới lầu 8 đi. Vào giờ phút này, Đổng sự trưởng Mận Biển Nguyên đang ngồi ở vàng rực trụ có hạng công ty phòng chủ tịch làm việc bên trong. Lý Dật ở Lâm Mai Lĩnh dưới sự hướng dẫn đi vào, Mận Biển Nguyên rất là nhiệt tình, tự mình cho Lâm Mai Lĩnh pha trà. Bất quá, làm Lâm Mai Lĩnh thuyết minh ý đồ thời điểm, Mận Biển Nguyên nhưng là có chút hơi khó. Lâm tổng, ta hy vọng ngươi có thể thông cảm ta. Mận Biển Nguyên bất đắc dĩ nói, hạ lưu nhà bán sĩ vậy khất nợ chúng ta vàng rực công ty tiền hàng chuyển khoản, cho nên không có biện pháp tính tiền. Phải không? Trần Tiểu Bắc cười nhạt. Lâm Mai lĩnh cười lạnh một tiếng, bất quá, theo ta biết, hạ lưu vàng rực nhà bán sĩ, cũng không có thiếu quá nhiều tiền hàng chuyển khoản. Hơn nữa, ngươi bây giờ trong tay ít nhất có 500 triệu lưu động tiền vốn, 130 triệu, chẳng lẽ ngươi lâm thị tập đoàn trả? Công ty đưa vào hoạt động, cần đại lượng lưu động tiền vốn. Mận biển nguyên thở dài, ngươi lâm thị tập đoàn gia đại nghiệp đại, chính là hơn 100 triệu lại coi là cái gì, có thể hay không châm trước một tí. Cầm tiền không trả, đây không phải là đùa bẩn vô lại sao? Lý giật bật cười thanh khách. Hắn là ai? Mận Biển Nguyên cao mày nhìn về phía Lâm Mai Lĩnh, chỉ lý giật hỏi. Hộ vệ. Đường Ninh nhàn nhạt nói một câu. Trương Huyền gật đầu, Lâm Mai Lĩnh hỏi. Lâm Tổng, ngươi thế nào? Ngươi đây là phải học đạo sĩ dáng vẻ, muốn dùng bạo lực đối phó ta sao? Nghe vậy, Mận Biển Nguyên mặt liền biến sắc, ngồi về trước bàn làm việc của mình. Nhìn dáng dấp, hắn là thật sợ lý giật đem hắn bắt lại đánh cho một trận, sau đó trả tiền lại. Cái này còn phải nói sao? Lý giật đứng dậy, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ dáng vẻ. Lâm Mai lĩnh nhất thời trận tròn mắt. Tên này, làm sao cũng không giữ chiêu thức ra bài đâu. Trước, nàng đã đáp ứng lý giật, cấp cho mận biển nguyên thông điệp cuối cùng, nếu như không trả tiền, vậy thì không muốn hợp tác, tòa án trên gặp. Lý giật tồn tại, chỉ là vì bảo vệ nàng an toàn, mà không phải là vì uy hiếp bờ mận biển nguyên trả nợ. Hơn nữa, làm nàng sách lên muốn lý giật cùng đi đòi nợ thời điểm, lý giật còn một mặt chê, cho rằng nàng là muốn để cho mình làm đã thủ. Không nghĩ tới, lý giật lại chủ động làm đã thủ. Làm gì? mận biển nguyên con mắt thoáng qua vẻ kiên kỵ ta cảnh cáo ngươi bây giờ là pháp trị xã hội ngươi ngươi tốt nhất chớ động thủ nói tới chỗ này mận biển nguyên ánh mắt rơi vào lâm mai lĩnh trên mình lâm tổng ngươi lâm thị tập đoàn giàu gì cũng là cái tập đoàn lớn vì một cái trăm triệu sẽ dùng cái loại này phạm luật thủ đoạn ngươi chưa thấy được thua thiệt lớn sao mau gọi hộ vệ đừng uy hiếp bờ ta nữa ta chỉ nói một câu ngươi hôm nay là không phải trả tiền lại lý giật bỗng nhiên rút ra một cây dao găm hung hăng cắm ở trên bàn một bộ dáng vẻ hung thần ác sát còn Trần Tiểu Bắc cười nhạt. Mận Biển Nguyên ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng lập tức gật đầu nói, ta còn. Lâm Mai lĩnh một mặt mơ hồ. Nàng không nghĩ tới, lý giật thủ đoạn, lại như vậy hữu hiệu. Lâm Tổng hơi chờ một tí, ta lập tức để cho người đem tiền đánh tới. Mận Biển Nguyên vội vàng cầm điện thoại di động lên, đối Lâm Mai lĩnh nói, ta biết. Nhưng mà, Mận Biển Nguyên gọi điện thoại, cũng không có nói muốn đem tiền trả lại cho Lâm Thị tập đoàn. Người mang đến phòng làm việc của ta, có người ở chỗ này gây chuyện. Mận Biển Nguyên lạnh nhạt nói, ta biết nói xong hắn liền cúp điện thoại hoàn toàn không cho lý giật cơ hội để cho hắn không nên kêu người mẹ kiếp cùng ta chơi cái loại này trò lừa bịp lý giật nhíu mày một cái mận biển nguyên ngươi làm sao tới không nhìn ra ngươi lại là như vậy người lâm mai lĩnh ngồi không yên sắc mặt tái xanh ngươi luôn miệng nói ta hộ vệ phạm pháp vậy ngươi đâu liền bởi vì rất nhiều lâm lão là phóng hỏa ta mận biển nguyên lại không thể đốt đèn mận biển nguyên cười lạnh một tiếng ngươi hộ vệ đã lấy ra vũ khí chẳng lẽ ta lại không thể kêu người sao được rồi nếu ngươi cố ý như vậy, vậy ta liền theo ngươi chơi tới cùng. Lâm Mai Lĩnh bị chọc tức, nói xong, nàng lập tức hướng về phía Lý Dật phân phó nói, thừa dịp người hắn còn chưa tới, trước cầm bọn họ thu thập nói sau. được rồi. Trần Tiểu bắt gật đầu một cái. Lý Dật đáp ứng một tiếng. tiếp theo một cái chớp mắt, Mận Biển Nguyên kêu lên một tiếng, thân hình chợt lui, bắt lại Mận Biển Nguyên cổ áo, bóp. một tiếng giòn giả, bóp bóp. trái phải cùng làm. một cái tát đi xuống, Mận Biển Nguyên mặt đỏ rần, giấu tay tất cả đi ra thiếu chút nữa không khóc lên tự tìm cái chết mận biển nguyên tức giận chỉ hắn ngày hôm nay ta nhất định phải giết các ngươi bành một tiếng vang thật lớn à một tiếng hét thảm lý giật nâng lên một cước trực tiếp đem mận biển nguyên đạp bay ra ngoài mận biển nguyên mặc dù đau nhưng rất sợ lại bị đòn vội vàng kéo qua lão bản ghế chắn trước người mặt đầy kinh hoàng một cái cái ghế rách có thể làm à lý giật buồn cười đi tới mở lên lão bản ghế để cho mận biển nguyên rung lẩy bẩy không chút bản lãnh, đừng làm chuyện điên rồ. Lý Dật kinh thường nói, ta còn lấy vì ngươi có mấy phần bản lãnh đâu, không nghĩ tới ngươi không biết xấu hổ như vậy. Thật không nghĩ tới, lại chỉ là một cái gà yếu. Mận Biển Nguyên, hắn chỉ là một làm ăn thương nhân, mặc dù thỉnh thoảng vậy gặp mặt phương diện màu sắc người phối hợp chung một chỗ, nhưng phần lớn thời gian đều là ở trong phòng làm việc làm việc, hoặc là đi ra ngoài xã giao nói chuyện làm ăn, hoặc là đi hộp đêm tìm người đẹp. Xem hắn như vậy động sự trưởng, làm sao có thể sở trường chém chém giết giết. Chương 930, ta biết. Hắn sở dĩ dám thiếu Lâm thị tập đoàn nhiều tiền như vậy, chính là xem ở Lâm thị tập đoàn gia đại nghiệp đại phân thượng, mới không quan tâm cái này 100 triệu. Thêm nữa, vàng rực trụ nghiệp là Lâm thị tập đoàn rượu nghiệp vụ lớn nhất đồng bạn hợp tác, coi như Lâm thị tập đoàn muốn nói với hắn, cũng phải cân nhắc một chút mất đi vàng rực tập đoàn thực lực. Đây chính là hắn chỗ sức mạnh. Nhưng bây giờ nhìn lại, Lâm gia đại tiểu thư, trong coi Lâm thị tập đoàn Lâm Mai Lĩnh, cũng không phải như vậy dễ khi dễ. Hắn không nghĩ tới, như thế xinh đẹp một cái cô gái, lại sẽ dùng thủ đoạn bạo lực tới đòi nợ không có tiền lý giật lại là bắt lại mận biển nguyên cổ áo nghiêm nghị chất vấn có ngon ngươi giết ta mận biển nguyên khí được thất khiếu bốc khói nếu đã gọi tới người giúp vậy thắng lợi cuối cùng chính là hắn còn như lý giật đối hắn trừng phạt sau này tìm lại hắn tính sổ vì vậy hắn rất nhanh lại đổi được cường ngạnh ngươi nếu là giết không chết ta đó chính là các ngươi ngày tận thế bành một tiếng vang thật lớn mận biển nguyên mới vừa nói xong cửa phòng làm việc liền bị đá văng mười mấy cầm gậy sắt lăn lộn vọt vào người cầm đầu chính là lần trước ở đáy biển nhà ăn bãi đậu xe cùng lý dật có duyên gặp qua một lần tàu nguyên đông lão tôn cảnh trình dưới quyền đại tướng thiên hải minh dài ai lớn gan như vậy dám đến ta huynh đệ phòng làm việc gây chuyện tàu nguyên đông một chân đạp mở cửa phòng khí thế hung hăng hô vừa dứt lời hắn liền thấy rõ bên trong nhà tình hình trừ lý dật lâm mai lĩnh bên ngoài còn có tàu nguyên đông cho nên mận biển nguyên nói gây chuyện người dĩ nhiên chính là lâm mai lĩnh và lý dật vì thế hắn theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh sắc mặt đại biến thậm chí tay chân đều có chút như nhũng ra. Tào lão đệ, tới thật đúng lúc. Mận Biển Nguyên chỉ lý giật, giận dữ hết, mới vừa rồi tên khốn kiếp kia đánh ta một lần, ngươi cho ta tốt hảo giáo dạy hắn. Vừa nói, hắn chỉ chỉ Lâm Mai Lĩnh, còn có cái đó Lâm gia bé gái, ta mang ngươi đi gặp gặp cảnh đời. Lâm Mai Lĩnh trong lòng rung lên. Mặc dù biết Lý Giật thân thủ được, nhưng đối phó với Tào Nguyên Đông các người, vẫn là dư sức có thừa. Nhưng vấn đề ở chỗ, Tào Nguyên Đông là lão tôn cảnh trình dưới quyền Thiên Hải Minh dài, sau lưng có toàn bộ Thiên Hải Minh chỗ dựa, coi như là lâm gia, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cho nên, ngày hôm nay lần này đòi nợ, sợ là phải nguồn nước. Nhưng mà, để cho Lâm Mai lĩnh trợn mắt hốc mồm chuyện xảy ra, Tào Nguyên Đông căn bản không phải hướng về phía nàng và Lý Dật tới, mà là trực tiếp hướng Mận Biển Nguyên cánh tay quốc tới. Mận Biển Nguyên kêu thảm một tiếng, một mặt mơ hồ. Tiêu khiển ngụy ngươi à? Tào Nguyên Đông tức miệng mắng to, ta cùng ngươi có quen hay không? Nói xong, Tào Nguyên Đông nhìn về phía Lý Dật, cuối người gật đầu. Không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy ngươi, thật là thật trùng hợp. Rất đúng dịp sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Giật có nhiều hứng thú nói. Nếu không phải nghe Tào Nguyên Đông kêu mận biển Nguyên huynh đệ, hắn cũng thiếu chút nữa tin. Thành ca. Trần Tiểu Bắc kêu một tiếng. Mận biển Nguyên nhưng là trận mắt hốc mồm. Có thể để cho Tào Nguyên Đông cung kính như thế xưng hô người, tuyệt đối không phải người bình thường. Nói rõ, ở A Thành trên đường, hắn không dám nói bản thân có rất trâu bò, nhưng tuyệt đối là cái nhân vật có mặt mũi. Nhưng mà, như thế người lợi hại, làm sao có thể cam tâm cho Lâm Mai Lĩnh làm hộ vệ? Chẳng lẽ, hắn chỉ là tham đồ lâm mai lĩnh sắc đẹp tên này có mặt mũi lớn như vậy sao lâm mai lĩnh nhìn về phía lý giật tào nguyên đông đối lý giật cung kính như thế để cho hắn có chút bất ngờ trùng hợp như vậy tào nguyên đông gật đầu một cái nhìn về phía lý giật sau đó hắn chỉ chỉ tào nguyên đông mở mắt nói mò ta chỉ là ngộ nhập một cái sai lầm địa phương tào ca trần tiểu bắt kêu một tiếng mận biển nguyên nghẹn lòng đòi mạng cái kịch bản này thật giống như có điểm không đúng à đây không phải là tào nguyên đông giúp hắn sao làm sao sẽ đối với lý giật một mực cung kính tào mùi ngươi ngươi đây là ý gì đừng cùng ta làm quen tào nguyên đông rất sợ mận biển nguyên phơi bày mình thật ra thì hắn và mận biển nguyên quan hệ coi như không tệ vì vậy lại là một cây gậy sắt đập về phía mận biển nguyên đánh được mận biển nguyên thiếu chút nữa khóc ngất đi được rồi được rồi chớ giả bộ nhìn tiếp nữa ta sẽ biến thành kẻ ngu lý giật vừa bực mình vừa buồn cười nói không có chuyện liền mang theo người ngươi cút đi không dĩ nhiên sẽ không ta đi Tào Nguyên Đông gật đầu một cái. Nhìn như, tự hồ là thở vào nhẹ nhõm. Lâm Mai Lĩnh nhìn về phía Lý Dật ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ. Hắn chính là ta thành ca. Cho ta đàng hoàng một chút. Đắc tội hắn, mấy phút cầm ngươi đánh cho thành thịt nát. Tào Nguyên Đông cầm một cây gậy sắt, cảnh cáo Mận Biển Nguyên một câu, sau đó mang dưới quyền rời đi. Nhất định chính là đang chạy trối chết. Mận Biển Nguyên nhìn trợn mắt khóc mồm, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Có hay không người giúp? Cùng Tào Nguyên Đông sau khi đi, Lý Dật nhìn Mận Biển Nguyên, dẻo dẻo nói, không có tiền liền nhanh chóng trả tiền lại nếu không ta không đánh ngươi không thể còn còn thật chứ mận biển nguyên mặc dù đầu óc mơ hồ nhưng vậy không phải người ngu hắn nhìn ra được tào nguyên đông là sợ lý giật hơn nữa tào nguyên đông trước khi đi câu nói kia nhìn như cảnh cáo thực ra là đang nhắc nhở hắn lý giật không phải hắn có thể chọc nổi cho nên mận biển nguyên không dám có chần chờ chút nào lập tức cho lâm mai lĩnh gọi điện thoại vào trương mục trần tiểu bắt gật đầu một cái mấy phút sau lâm mai lĩnh nhìn về phía lý giật mở miệng nói một phẩy ba tỷ trần tiểu bắt chân mày khều một cái đúng vậy Rết nạp gật đầu một cái thời gian dài như vậy thiếu ngươi cũng không thu chút lợi tức sao lý giật cười một tiếng trăm triệu gửi ngân hàng lợi tức mặc dù không phải là rất cao nhưng cũng là một khoản số nợ không nhỏ một năm qua làm sao vậy được mấy triệu chứ nếu như là đầu tư quỹ vậy thì càng tốt hơn một năm ít nhất có thể tăng 50, 100 triệu là có thể tăng đến 150 triệu. Công trạng tốt quỹ, có thể kiếm được 80% đến 99% lời, đây chính là 200 triệu à. Đây nếu là cầm đi chứng khoán, kỹ thuật giỏi nói, nói không chừng có thể lật 10 lần đâu. Vàng rực thiếu các ngươi lâm thị tập đoàn 130 triệu, cái này 130 triệu làm sao đủ. Nghe xong lý giật phân tích, mận biển nguyên sắc mặt tái xanh, chân cũng mềm nhũng. Dựa theo lý giật giải thích, 300 triệu cũng không tính là nhiều. Nói cũng phải. Lâm Mai lĩnh gật đầu, một đôi mắt đẹp lấp lánh rực rỡ. Cái này. Đầu tư là có nguy hiểm, coi như là chứng khoán, cũng có thể đền tiền. Dẫu sau đó là cần kỹ thuật. Quá nhiều người hảo tâm, hào hứng chạy vào thị trường chứng khoán, cho rằng có thể mò một khoản, kết quả nhưng thành rau hẹ. Mận biển nguyên vội nói, ta biết. Đầu tư quỹ, hẳn không biết thua thiệt bản chứ. Lý giật ha ha cười một tiếng, đây là nhân sĩ chuyên nghiệp thay người đầu tư chứng khoán à. Không tin, tùy tiện xem xem trên thị trường những cái kia quỹ, một năm tăng bước đều vượt qua 50. Thậm chí là 80%, thậm chí là 100%. Mận biển nguyên nhất thời không nói ra lời. Lý giật là nói thật. Chương 931, có được hay không? Rất nhiều cổ phiếu quỹ, một năm tăng bức, đều ở đây 60 trở lên. Được rồi, một năm 50% đi. Lý Giật nói, 130 triệu tiền vốn, một năm biến thành 100 triệu 95 triệu. Năm thứ hai 100 triệu 95 triệu mua quỹ, chính là 200 triệu 9200 vạn, năm thứ ba chính là 400 triệu 38 triệu. Ta cho ngươi mấy chục triệu, ta cho ngươi 400 triệu. Mận Biển Nguyên vừa nghe, trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất, một mặt mơ hồ. Ở hắn xem ra, vàng rực là thiếu lãi suất cao thậm chí so lãi suất cao cao hơn. Lợi hại. Trần Tiểu Bắc thở dài nói. Lâm Mai lĩnh giơ ngón tay cái lên, chỉ lý giật. Tuyệt đẹp trên dung nhan, tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Không nghĩ tới nợ lại có thể có thể như vậy coi là. Nhìn dáng dấp, ai cũng không dám thiếu lý giật tiền. Chủ tịch lý có phải hay không rất khó khăn. Lý giật cầm dao găm, chậm rãi thổi. Cái này. Cái này không thể được. Mận biển nguyên cũng sắp khóc, lợi tức ta có thể chi tiền, có thể ngươi lời nói này. Quá ngoại hạng ai để cho ngươi thiếu ta? Đây không phải là đã sớm xảy ra sao? Lý giật không vui nói. Tuân lệnh. Ta hiểu ý. Mận biển nguyên gật đầu nói, bất quá, ngài có thể hay không châm trước một tí. Ta vàng trực hiện tại chỉ có 500 triệu, nếu như lập tức tiêu hết 400 triệu, vậy công ty thì xong rồi. Đây đều là ngươi tự tìm. Trách ai được? Lý giật khóe miệng vuốt vẻ kinh thường cười nhạt. 200 triệu. Trần Tiểu Bắc cười nhạt. Mận biển nguyên cắn răng nghiến lợi nói, 200 triệu như thế nào? 130 triệu, lợi tức 70 triệu, đây chính là lãi suất cao à. Tiểu Mỹ Nhi ý như thế nào? Lý giật hướng Lâm Mai lĩnh nhìn. Dĩ nhiên, hắn cũng không khả năng hướng mận biển nguyên muốn 400 triệu. Dẫu sao, từ phương diện pháp luật mà nói, hắn mua một cái quỹ, là có thể được lợi rất nhiều tiền. Vậy đều là giữ ngân hàng lợi tức coi là. Cho nên, giống như mận biển nguyên nói, 130 triệu, hơn nửa 3 năm lợi tức, đã là lãi suất cao lợi tức. Không thành vấn đề. Lâm Mai lĩnh gật đầu một cái, cười một tiếng. Đa tạ, đa tạ thành ca cảm ơn ngươi mận biển nguyên thở vào nhẹ nhõm lập tức cho lâm mai lĩnh bổ bảy chục triệu rất sợ một cái không cẩn thận lý giật lại phải bốn trăm triệu liền tào nguyên đông đô kiên kỵ ba phần nhân vật hắn có thể không chọc nổi có câu nói thật tốt bỏ tiền mua bình an thật là lợi hại trên đường trở về lâm mai lĩnh hứng thú bừng bừng nói một trăm ba mươi triệu thiếu khoản để cho ngươi kiếm hai trăm triệu ta cảm thấy ta có thể mở công ty đặc biệt đòi nợ lý giật ha ha cười một tiếng đúng vậy quá tốt Lâm Mai Lĩnh nói, chỉ cần là hợp pháp thúc dục khoản phương thức, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hơn nữa, bọn họ thu vào cũng không thấp, vậy cũng là dựa theo nhất định tỷ lệ thu lấy chi phí, cụ thể nhiều ít, liền xem đàm phán. Ví dụ như trương mục 10 triệu, 20% chính là 2 triệu. Chính là thuận miệng nói, chớ coi là thật. Lý giật lộ ra một nụ cười. Thảo nào Tuyết Nhi hay nói ngươi là cái phế vật. Lâm Mai Lĩnh tức giận nói, ngươi như thế lợi hại, làm chút bán lẻ còn không phải là bắt vào tay. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không làm như vậy, người ta là đến nhà ở rễ, chính là ăn bám nhân sĩ chuyên nghiệp, đừng quá cố gắng. Bất đắc dĩ, Lâm Mai Lĩnh không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Một lát sau, Lâm Mai Lĩnh nói, ngày hôm nay ngươi lập công lớn, ta cho ngươi chuyển 70 triệu như thế nào? Ta yêu cầu rất thấp, 130 triệu, ta liền đủ hài lòng. Hiện tại ai cũng không chê tiền nhiều, ngươi cấp cho ta, ta dĩ nhiên tình nguyện. Lý giật ha ha cười một tiếng. Thật ra thì, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng nếu như hắn quá coi kim tiền như rác rưởi, Lâm Mai Lĩnh nhất định sẽ cho rằng hắn là cái người điên. Được, ta cho ngươi gọi điện thoại. Lâm Mai Lĩnh đáp một tiếng. Vậy ta có thể hay không cầm tuyết nhi cho ngươi 3 triệu trả lại, sau đó đi. Bỗng nhiên, Lý Dật lên tiếng. Mơ đi. Trần Tiểu bắt cười lạnh một tiếng. Lâm Mai Lĩnh hừ một tiếng, ngươi nếu là không liền, tuyết nhi liền được bồi ta 300 triệu, 70 triệu quá ít. Đùa gì thế? Lý Dật trợn mắt hốc mồm, chính là 3 triệu hộ vệ, 300 triệu vi ước kim. Chuyện liên quan đến gia gia và ta an nguy, há có thể lơ là. 300 triệu đều không coi là thiếu à. Lâm Mai lĩnh gật đầu một cái, mặt đẹp ửng đỏ. Dẫu sao nàng chỉ là uy hiếp bờ mặt lị, nếu như đổi ý, đó chính là 30 triệu, mà không phải là 300 triệu. Tiểu Mỹ Nhi. Lý giật than khổ hoàng, thở dài, nói, cái này một tháng, sợ là không dễ chịu lắm. Ngươi có như vậy ghét ta sao? Lâm Mai lĩnh thất kinh, nhướng mày một cái. Bỗng nhiên lúc này, nàng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Lý giật đối mình trần truồng, một chút sức dụ dỗ cũng không có. Nếu không, hắn tại sao phải cách xa nàng một chút? người đàn ông khác nếu là có cơ hội cho nàng làm hộ vệ, dù là không cho nàng phát tiền lương, nàng vậy nguyện ý. Ngược lại là Lý Dật, đi theo nàng bên người, tự hồ rất không cao hứng. Tiểu Mỹ Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Dật bỗng nhiên cười lên, ta ý là, ta ở nhà ngươi ở một tháng, cũng không thấy được Tuyết Nhi. Cùng có thích hay không, có quan hệ thế nào? Lâm Mai lĩnh một hơi lão máu phun ra ngoài, nói như vậy, ta còn không bằng lão bà ngươi đâu. Tuyết Nhi là lão bà ta, muốn ôm liền ôm, muốn hôn thì hôn mặc dù ngươi rất có mị lực, nhưng ta có thể đụng ngươi sao? Lý giật không vui nói. Lúc này mới giống nói mà. Lâm Mai Lĩnh vừa nghe, trong lòng thoải mái nhiều. Cô gái, ta thật không hiểu nổi. Một hồi cao hứng, một hồi khổ sở, một hồi cao hứng. Lý giật một mặt kinh bỉ. Hiểu liền là phụ nữ. Lâm Mai Lĩnh không vui nói. Cũng đúng. Trần Tiểu bắt gật đầu một cái. Lý giật gật đầu một cái, không nhịn được hỏi, Tiểu Mỹ Nhi, ngươi cảm thấy người đàn ông phải làm tới trình độ nào, mới có thể để cho người phụ nữ cam tâm tình nguyện là hắn sinh hài tử mị lực không đủ lái xe lâm mai lĩnh trả lời một câu ta không phải rất có mị lực sao ý ngươi là tuyết nhi không muốn ngươi hài tử lâm mai lĩnh bỗng nhiên cười nói nữ nhân này còn thật là khó khăn làm chồng ta mị lực không đủ à vậy ngươi cần gì lý giật hứng thú ngươi hỏi một chút nàng có được hay không lâm mai lĩnh đắc giọng cùng một người đàn ông sinh hài tử đây không phải là rất tư mật sao ta nào biết như vậy nhiều ngươi là nàng bạn thân nhất loại chuyện này nàng hẳn biết cùng ngươi nói đi ngươi cho rằng chúng ta cái gì cũng biết sao bạn gái thân chính là bạn gái thân chuyện riêng chính là chuyện riêng lâm mai lĩnh dở khóc dở cười xem ngươi như vậy người đàn ông làm sao có thể cầm vợ mình bí mật chia sẻ cho người khác sanh con sự việc các ngươi hai cái có thể thương lượng không cần hỏi ta ta còn là một độc thân chó liền hài tử cũng không biết đi đâu được rồi được rồi lý giật nhúng nhúng vai nhắm mắt dưỡng thần trở lại lâm mai lĩnh nhà lý giật tuân hỏi một tí lý hưng vĩ an ninh tình huống bỗng nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Trước kia và Mạc Lị ở thời điểm ở chung với nhau, hắn còn có thể làm chút việc nhà, bây giờ là Lâm Mai lĩnh hộ vệ, trừ vấn đề an toàn, hắn cái gì cũng không dùng bận tâm. Lý giật muốn tìm chút chuyện đuổi thời gian, nhưng phát hiện mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chương 932, làm kiểm tra. Hãy bớt nói nhảm đi, chân ngươi nhất định là có tật xấu. Lý giật đem nàng từ trong nước vớt ra, để cho nàng thông thả lại sức, nói, nếu không, không thể nào nhanh như vậy lại rút gân. Vậy, giúp ta xem một chút đi cắn môi, Lâm Mai lĩnh rốt cuộc hạ định quyết tâm. Hiện tại, ta cấp cho ngươi kiểm tra một chút không? Xin lỗi, ta cự tuyệt. Lý giật cười một tiếng, một nói từ chối. Có thể hay không cho ta sờ một cái chân? Lâm Mai lĩnh rất là buồn rầu. Không được. Chờ lát nữa phải bị người nói ta chiếm tiện nghi. Yên tâm đi. Nếu ngươi như thế đáng thương, vậy cứ như vậy đi. Lý giật nhún vai một cái, tỏ ý nàng ngồi xuống. Lý giật bắt mạch sau đó, liền trực tiếp ra tay. Cẳng chân rút gân, giữ bắt đùi làm gì? lâm mai lĩnh khuôn mặt đỏ lên vừa xấu hổ vừa giận lý giật tay thật ấm áp mang cho nàng một loại kỳ dị cảm giác tê dại để cho nàng tim đập rộn lên ta nói hết rồi ba bốn lần lý giật không vui nói lâm mai lĩnh không nói một lời chỉ có thể trơ mắt nhìn lý giật ở trên đùi của mình xoa tới xoa đi lần đầu tiên thấy như thế trắng trợn chiếm người tiện nghi lâm mai lĩnh trắng răng nghiến lợi vẫn là ngươi cầu ta ăn lý giật bổ sung một câu được tiện nghi còn khoe tài lâm mai lĩnh một đôi mắt đẹp sắc bén tựa như đau Tiểu Mỹ Nhi, ta là bác sĩ, cho ngươi làm kiểm tra. Lý Dật nghiêm túc nói, đừng nghĩ sai, tổng cảm thấy ta chiếm ngươi tiện nghi. Kiểm tra vẫn là chiếm tiện nghi, ngươi so với ai khác đều biết. Hừ một tiếng, Lâm Mai lĩnh hừ một tiếng. Như thế nói, ta là mượn kiểm tra danh nghĩa, tới cọ ngươi mở. Lý Dật cười nói, đã như vậy, vậy thì đá ta đi. Như thế lưu manh hành vi, ngươi đều không bài xích, chẳng lẽ ta còn có thể hiểu thành, ngươi đang câu dẫn ta sao? Vẫn là nói, ngươi rất hưởng thụ. Đi đi đi, không cho phép xem lâm mai lĩnh thiếu chút nữa một hơi lão máu phun ra ngoài vội vàng đem chân thu hồi lại đừng làm rộn trần tiểu bắt giận quát một tiếng lý giật cau mày nói cho ta xem xem lập tức tốt ngươi sờ lâu như vậy chắc có ba phút đi lâm mai lĩnh tức giận nói không phải là làm kiểm tra mà phải dùng tới lâu như vậy sao ngươi cho rằng ta là máy quét hình sợ một cái cũng biết có vấn đề lý giật một mặt không nói thuần túy thủ công kiểm tra làm sao có thể có thể so với máy móc hơn nữa trừ một đoạn thời gian liên tục rút gân ra, ngươi không có gì cả. Nguyên cái đùi phải trắng trẻo đầy đặn, mềm nhũng, vừa thấy chính là tốt chân, muốn tìm ra tật xấu, còn được hoa chút thời gian. Trắng trẻo đầy đặn, mềm mềm. Lâm Mai lĩnh trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua vẻ nguy hiểm vẻ, ngươi xúc cảm, thật đúng là chính xác. Hụ hụ, ta khen ngươi. Nhưng mà ta cảm thấy, ngươi có phải hay không thật cao hứng? Chớ suy nghĩ bậy bạ. Lý giật vừa nói, vừa đem nàng chân dài kéo tới đây, cẩn thận kiểm tra. Bất quá ngay tại lúc này, một đạo bóng đẹp từ bên ngoài đi vào. Chính là Mạc Lị. Khi nàng nhìn thấy Lý Dật và Lâm Mai lĩnh thời điểm, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Các ngươi hai cái đang làm gì vậy? Sờ chân. Trần Tiểu Bắc cười nhạt. Kiểm tra. Trần Tiểu Bắc nhàn nhạt nói. Lý Dật và Lâm Mai lĩnh đồng thời mở miệng. Sờ chân. Trần Tiểu Bắc sửng sốt một chút. Mạc Lị hướng Lâm Mai lĩnh nhìn. Đừng hiểu lầm, ta mới vừa rồi rút gân, là Lý Dật kiểm tra cho ta. Lâm Mai lĩnh che trán, thiếu chút nữa không khóc lên nàng lại có thể cầm mình dẫn tới trong rảnh. Được. Ta mới đi một ngày, các ngươi hai cái liền chơi được vui vẻ như vậy, còn chơi nổi lên si. Mạc Lị chỉ chỉ hai người, nói, một cái hiểu y thuật, một cái hiểu y thuật, tìm tốt mượn cớ. Chua mùi thúi, tràn ngập ở trong không khí. Lâm Mai lĩnh chặt chặt có tiếng. Nhưng là, nàng chân lại không có thu hồi lại. Dẫu sao, nếu như nàng giấu giếm nói, chỉ sẽ để cho Mạc Lị hiểu lầm. Còn không bằng thoải mái tiếp tục nữa. Tiểu yêu tinh. Đừng cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Mạc Lệ hừ lạnh một tiếng, kéo lại Lý Dật. Là thật. Trần Tiểu bắt gật đầu một cái. Lý Dật đỡ trán. Nằm cái máng. Ta xem ngươi là coi trọng tiểu tiện nhân kia sắc đẹp. Mạc Lệ tức miệng mắng to. Nơi này có quản chế. Lâm Mai lĩnh tức giận nói, ta mới vừa rồi lúc hạ thủy, rút gân hai lần. Nếu như ngươi nói láo, ta liền giết ngươi. Nói xong, Mạc Lệ đi ngay xem quản chế. Một lát sau, nàng lại trở về. Như thế nào? Thiệt hay giả? Lâm Mai lĩnh nghiền ngẫm. Chú ý. Mạc Lị cảnh cáo nói, coi như ngươi không rút gân, cũng không cho cùng chồng ta đi bơi lội. Một nam một nữ này, mặc được như thế thiếu, ai biết các ngươi muốn làm gì? Có quản chế, ngươi có thể làm gì? Lâm Mai Lĩnh thiếu chút nữa không bật cười. Ai biết ngươi có hay không lòng xấu hổ. Đây là nhà ngươi quản chế, ta muốn xóa liền xóa. Thật là lợi hại trí tưởng tượng. Lâm Mai Lĩnh giơ ngón tay cái lên. Dĩ nhiên. Nếu không, chồng ta cùng con tiện nhân kia chạy, ta cũng không biết. Mạc Lị hừ lạnh một tiếng nhìn về phía lý giật nói ngươi sờ lâu như vậy có phát hiện hay không cái gì chỗ không đúng hẳn là trúng độc lý giật nói ta biết trúng độc vương chói lọi sửng sốt một chút lâm mai lĩnh và mạc lỵ đồng loạt kêu lên sau đó mạc Lị lại nói ngươi có phải hay không sờ ghiền quên chẩn đoán nói bậy nói bạ trúng độc sẽ đưa đến chân rút cân sao ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói nếu như trong máu có chứa gì thủy ngân các loại có độc vật thế chấp sẽ đưa tới chân vọt bẻ lý giật nói không tin có thể đi bệnh viện hỏi một chút loại chuyện này là sẽ không lừa gạt người nhưng mà trúng độc chì và thủy ngân trúng độc là chuyện gì xảy ra lâm mai lĩnh trợn mắt hốc mồm nghe thật là đáng sợ chứa chì thuốc đông y nước phế thải phế khí bình ác quy cũng sẽ đưa đến trúng độc chì hoặc là là bộ đồ ăn thức ăn chờ một chút lý giật nói đây cũng là một cái lâu dài mà quá trình chậm rãi nếu như là cấp tính mà nói đó chính là ăn quá nhiều tính lập tức sẽ xuất hiện nghiêm trọng triệu chứng nhưng mà ta gần đây không chạm qua phế tinh chớ nói chi là chứa chì thuốc đông y, ta lại không bị bệnh, ăn cái gì thuốc. Lâm Mai lĩnh một mặt mơ hồ. Đó cũng không nhất định. Lý giật nhúng vai một cái, dẫu sao bên trong cơ thể ngươi độc tố độ dày rất thấp, rất khó nói là chì vẫn là thủy ngân. Muốn không muốn cho người trong nhà làm kiểm tra. Lâm Mai lĩnh tháng nhíu mày một cái, nếu như là thức ăn hoặc là bộ đồ ăn mà nói, vậy trừ ta ra, gia gia ta, còn có nhà người giúp việc, cũng bị trúng độc. Như vậy tương đối an toàn. Mạc Lị đồng ý hơi gật đầu một cái, nếu như là thức ăn hoặc là bộ đồ ăn mà nói, coi như ngươi chữa hết, lần kế nói không chừng sẽ còn tiếp tục trúng độc. Hơn nữa theo thời gian dời đổi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Được, ta lập tức an bài người đi bệnh viện làm hóa nghiệm. Nói xong, Lâm Mai lĩnh bấm một số điện thoại. Sau đó, nàng nhìn về phía Lý Giật, nói, ta bây giờ tình huống, nên như thế nào chữa trị. Chương 933, đánh lén. Cầm sạch sẽ huyết tán đưa đến tiểu y mà đi nơi nào. Lý Giật nói, chút chuyện nhỏ này, đối ngươi mà nói, căn bản không coi vào đâu. Được. Trần Tiểu bắt gật đầu một cái. Lâm Mai lĩnh gật đầu một cái, cho Trần Mây đồng ý gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, Trần Mây đồng ý tự mình đưa tới một phần sạch sẽ huyết tán. Khó khăn được mọi người tụ họp một chút, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Ta mời khách. Lâm Mai lĩnh nói. Đáy biển nhà ăn. Trần Mây đồng ý cười hỏi. Cô gái nhỏ, ngươi còn thật có thể ăn. Lâm Mai lĩnh không nhịn được đỡ trán. Cường hào chính là cường hào à, liền đáy biển nhà ăn đều không mang nháy mắt. Mạc Lị nói, ta biết. Một cái nhấc tay mà thôi. Lâm Mai Lĩnh nói, thật ra thì, chúng ta ngày hôm nay hẳn mời Lý Dật ăn cơm. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Lý Dật trợn mắt hốc mồm. 70 triệu ngươi mời khách, đây không phải là lẽ bất di bất dịch sao. 130 triệu, ngươi cũng lấy được rồi. Đây chính là Lâm Thị tập đoàn lớn nhất vốn à. Được rồi, ta mời khách. Lý Dật nhún vai một cái. 700 triệu 1,3 tỷ là cái quỷ gì? Mạc Lị nghe được đầu óc mơ hồ, lúc nào, Lý Dật có 70 triệu. Ngày hôm nay, hắn muốn cùng ta tính sổ. Lâm Mai lĩnh đơn giản giải thích một tí, ta cảm thấy, cái này 70 triệu, là quá mức, cho nên liền cho hắn. Khá lắm, ngươi đây là đòi tiền sao? Lý giật ca ca, ngươi thật là thật lợi hại. Trần Mây đồng ý trợn mắt hốc mồm. Sau này ai thiếu ta tiền, tất cả thuộc về ngươi quản. Mạc Lị chụp chụp Lý giật bả vai, không nhịn được nói, 70 triệu phát tài, chẳng lẽ không phải nói cho ta sao? Đây là tiền để dành à? Lâm Mai lĩnh cười xinh đẹp một tiếng. Ta còn chưa kịp nói cho ngươi đâu, ta làm sao có thể giấu tiền để dành đâu? Lý giật dở khóc dở cười, nói, ta rút được hơn 200 triệu, đều là cho Tuyết Nhi. Nói cũng phải. Lý giật tiền để dành, là tuyệt đối sẽ không trốn. Mạc Lị cười rất vui vẻ. Lão bà nhất hiểu ta. Lý giật gật đầu một cái, ông nàng vào lòng, ở môi nàng hôn một cái. Làm gì vậy? Trần Tiểu Bắc không vui nói. Mạc Lị khuôn mặt đỏ lên, vừa xấu hổ vừa giận. Thế nào? Ngươi là lão bà ta, thân một hơi coi là cái gì? Ngược lại là Lý Dật có chút khó chịu, một ngày không gặp, ngươi lá gan lớn như vậy mạc Lị thất kinh nếu như là trước kia lý giật muốn làm như vậy nàng khẳng định sẽ khiển trách một trận sau đó lý giật thì im miệng có thể ngày hôm nay lý giật lại có thể còn dám mạnh miệng chẳng lẽ hắn ở lâm mai lĩnh trong nhà còn dám mạnh miệng không được có thể là quá nhớ ngươi đi ta có chút không cầm được lý giật cười nói ta biết nằm cái máng các ngươi hai cái có phải hay không rất khó chịu ngươi có thể hay không cân nhắc một tí chúng ta độc thân chó cảm thụ lâm mai lĩnh trợn mắt nhìn hắn một mắt mắt đẹp trừng một cái quả quyết kéo trần mây đồng ý lên xe lý giật đáng chết ngươi xem xem bọn họ cũng cười thành hình dáng ra sao mặt lị nhướng mày một cái sau này không cho phép như vậy ý ngươi là bọn họ không có ở đây thời điểm là được rồi được a à, được a à. lý giật gật đầu một cái đem mặt lị ôm vào trong ngực lại là vừa hôn ngươi trương huyền sửng sốt một chút đi thôi lên xe lý giật chưa cho nàng cơ hội nói chuyện mặt lị không có biện pháp chỉ có thể thở phì phò lên xe Lý Dật chiếm tiện nghi, lúc lái xe, hắn vậy không khách khí, làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lái xe. Mạc Lệ nín nửa ngày vậy không tìm được làm khó dễ cơ hội, chỉ có thể mắng liền một câu xảo quyệt, tính. Đi tới đáy biển nhà ăn, Lý Dật không có hẹn trước, mà là mang Mạc Lệ, Lâm Mai Lĩnh, Trần Mây đồng ý, đi phòng ăn phòng riêng. Điểm hoàng món, bốn người vừa nói vừa cười đang ăn cơm, bầu không khí rất là hòa hợp. Bất quá, Lý Dật mới vừa cơm nước xong, lau miệng, Lý Hưng Vĩ điện thoại liền gọi lại. Thành ca. Không đúng, Lý Hưng Vĩ nói, có năm, sáu cái cao thủ vọt vào biệt thự, căn bản không phải chúng ta đối thủ. Ta lao. Năm sáu chục người cũng không đánh lại. Lý giật trận mắt hốc mồm. Không nghĩ tới đối phương thân thủ giỏi như vậy, lại sở trường đánh lén, cho nên phái ra hơn 30 người đuổi theo giết hắn, kết quả đều bị hắn từng cái đánh chết. Lý Hưng Vĩ nói, hiện tại, ta và 20 người, đều bị lâm lão vây quanh vong tròn, nửa bước không rời. Ngươi ở chỗ này chờ, ta cái này thì trở lại. Lý Dật đơn giản nói một chút tình huống, liền rời đi đáy biển nhà ăn, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới Lâm Mai Lĩnh. Bởi vì lo lắng Lâm Mai Lĩnh lái xe quá mau, Lý Dật không có để cho Lâm Mai Lĩnh mở Bentley, mà là cùng Mạc Lệ trong kho nam hội họp với nhau. Lái xe là hắn. Cái này tề chấn đông, thật là to gan. Mạc Lệ thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt, tiểu mỹ nhi trong nhà, lại có người dám xông tới. Ngươi dám cầm súng, vậy tề chấn đông còn sợ gì? Lý Dật nói, khá tốt tề chấn đông không có tổn hại Lâm lão, chỉ là muốn bắt Lâm lão, để cho Lâm lão giúp hắn làm việc. Nếu không, tề chấn đông tùy tiện phái mấy cái xạ thủ tới giết chúng ta chúng ta liền khó lòng phòng bị đáng chết lâm mai lĩnh vừa tức vừa gấp yên tâm đi lý giật nói chỉ là lý hưng vĩ người bị từng cái kích phá bây giờ còn có hơn 20 người bảo vệ gia gia ngươi chỉ cần bọn họ chung một chỗ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn ta hỏi ngươi ngươi tại sao không báo cảnh sát trần mây đồng ý nói ta biết bàn tay đen sau màn là một vị đã từng là màu sắc đại lão hắn không có tự mình ra mặt nếu như báo cảnh sát nói rất có thể sẽ đưa tới hắn trả thù lâm mai lĩnh thở dài vậy cũng không có biện pháp trần mây đồng ý nói ta biết không cần vậy tề chấn đông cũng không sống được bao lâu lý giật cười lạnh một tiếng lái xe vội vã đi trong bất tri bất giác bọn họ đã tới lâm mai lĩnh nhà bất quá giờ phút này cửa biệt thự vọng gác đã không thấy vì vậy lý giật lái xe đi tới cửa thành ca trần tiểu bắt kêu một tiếng lý hưng vĩ mang hai người thủ hạ thật nhanh chạy ra gian phòng giúp đánh mở cửa xe lâm lão có tốt không Lý Dật từ trên xe nhảy xuống. Không phải, hắn ở trong phòng. Lý Hưng Vĩ đưa tay chỉ một cái. Ta đi, cái này cũng quá khoa trương đi. Lý Dật quay đầu vừa thấy, chỉ gặp bên trong đại sảnh đứng hơn 50 người. Mặc dù lâm lão gia tử không có sao, nhưng Lý Hưng Vĩ mấy tên thủ hạ nhưng có không ít người bị thương, trên mình còn cuốn băng vải. Nghiêm trọng, nằm ở trên giường không lên nổi. Một cổ mùi máu tanh nồng nặc, tràn ngập ra. Thảm như vậy. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Lâm Mai lĩnh mắt đẹp nhìn lướt qua, cũng là ngẩn ra. Đối phương quá giảo hoạt, dùng đao đánh lén chúng ta." Lý Hưng Vĩ ngượng ngùng nói, nếu không phải các đội viên nghiêm chỉnh huấn luyện, sợ rằng tối nay thì phải chết mấy người. "Thật là ác độc thủ đoạn." Mạc Lệ trợn mắt hốc mồm. Mặc dù Tề Chấn Đông sẽ không giết Lâm lão, vậy sẽ không làm thương tổn Lâm lão, nhưng là bảo vệ Lâm lão người, nhưng sẽ không có như vậy đãi ngộ. Lý Dật Tủng buông tay nói, "Ta biết